Phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm những công nghệ nổi bật như là thêm 4 túi khí, tổng cộng là 6 túi khí này. La răng kích thước to hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn này. Đây là kích thước 15 inch, bản đặc biệt thì sẽ là 16 inch ạ. Hệ thống ghế da, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống cửa sổ trời, hệ thống ga tự động cruise control và hệ thống gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động. Thì bản đặc biệt, giá niêm yết của bản đặc biệt là 545 triệu. Và bản đặc biệt thì bên em giảm trong khuyến hàng, đó là còn 508 đến 509 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 540-41 triệu. Và thêm bảo hiểm thân vỏ khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi nữa thì rơi vào khoảng 547 triệu ạ. Phụ kiện tặng kèm thì vẫn như bản tiêu chuẩn. Và quý anh chị liên hệ chi tiết thì khi mà chốt xe thì em có thể tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện rơi khoảng 3 đến 5 triệu nữa.